Hỏi căn hộ 1,6 tỷ hai ngủ giờ còn hay không? Sự thực là 1,6 tỷ hai ngủ thì cá nhân tôi không có căn này, 54 mét vuông sử dụng, quá là khó kiếm, cứ phải kiếm từ khoảng 1,8 tỷ cho đến 1,92 tỷ thì có căn hai ngủ một vệ sinh nhận nhà luôn. Còn nếu mà nhận nhà sau khoảng 1,5 năm đến 2 năm thì có thể có căn 1,75 tỷ hai ngủ ở Đông Nam, gió mát không nắng. Nhưng cá nhân tôi hiện tại thì thích bán căn hộ bằng giao luôn, xem nhà thực tế, cảm nhận thực tế, bởi vì căn mà bán giao sau thì có thể có một vài vấn đề mình không lường được, vì cái căn hộ nên xem nhà thực tế thì sẽ đảm bảo hơn, an toàn hơn. Giá đôi khi nào nó cũng không có rẻ hơn, ví dụ như là 1,75 tỷ nhưng mà nhận nhà sau 1 năm, giả sử cho thuê 1 tháng được 5 triệu chẳng hạn thì 1 năm 12 tháng là cũng được thêm 60 triệu rồi. Vì thế nhận nhà luôn có cái hay của nhận nhà luôn và bàn giao sau có cái hay của bàn giao sau. Những ý ở đây là giá từ 1,8 tỷ cho đến 1,92 tỷ. Hỏi đáp ý kiến của bạn. Đăng ký để không bỏ lỡ video. Thank you so much.